tôi sẽ đem mình cùng nhau qua vai đi sang tới đêm, hát lên như chưa từng được hát, vui này thôi ai biết mai sau. Đời là người này ngắn lắm, cứ chi ai hết âu lo, sống như ta chưa từng đường sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Wow, wow. Hey, xin chào các bạn, chúng ta đang trong tháng 7 rực rỡ nắng của Sài Gòn. Mình nhớ là khoảng thời gian này mỗi năm thì sinh viên tụi mình đều đã đi về quê hoặc dành rất nhiều khoảng thời gian cho cá nhân, nhưng mà năm nay thì còn gì là mùa hè nữa. Mọi lịch trình đều bị xáo trộn bởi dịch Covid-19. Mùa hè trở thành mùa học và mùa thi của các bạn sinh viên. Văn Lan Kỳ số 7 ngày hôm nay sẽ khám phá xem mùa hè của các bạn sinh viên vào năm Covid-19 này có gì thay đổi và có còn tươi xanh nữa không nha. Mùa hè nó có nhiều trải nghiệm thú vị lắm, như là đi chơi với bạn, đi về quê hoặc là tham gia các hoạt động của trường của kho. Em được về quê và em thăm các bạn bè học cấp 3 với em, ăn ngủ nghỉ. Mùa hè là cái mùa được nghỉ ngơi, không cần phải quan tâm đến vấn đề học tập. Nóng rồi, quá nhiều thời gian rảnh. Đối với sinh viên kiến trúc của tụi mình thì mùa hè thật sự là có nhiều ý nghĩa. Sau thời gian chạy đồ án của bọn mình thì mùa hè bọn mình có thời gian để nghỉ ngơi, về thăm gia đình. Là thời gian mà kiếm bồ đi đâu đó, nhưng mà mình vẫn chưa có bồ mọi người ơi. Cấp 3 thì hè của bọn mình thường là gắn liền với học và ôn thi thôi, còn hè của đại học thì bọn mình sẽ được về gia đình sau một thời gian học tập dài ở trường. Đại học thì cũng rảnh rỗi hơn thời cấp 3. Mình thì thích mùa hè của sinh viên hơn. Mùa hè sinh viên mình được trải nghiệm nhiều hơn, đi đây trái nhiều hơn. Hè của sinh viên hơn, tại vì không phải đi học thêm nhiều. Mình thích khoảng thời gian mà năm mình còn học sinh hơn. Khoảng thời gian mà học sinh. Ở đó về quê xong rồi đi tàu cá, xong rồi chơi cái đám bạn là đẩy nhau xuống cái hồ. Mùa hè mà sâu sắc nhất là mùa hè năm 2018 là mình được đi niềng răng. Mình có về quê ở ngoài Bắc thì chú mình chở đến cái làng đó người ta chăn bò nhiều lắm, thì mình mới cầm cây mình chọn một con bò và bị con bò nó dí khoảng 2 cây số. Đáng lẽ là được rồi, mình đăng ký học hè môn quốc phòng thực hành, nhưng mà do các bạn đăng ký chăng quá cho nên không đăng ký kịp, cho nên là không nghĩ là mùa hè này mình cũng sẽ có những khoảng thời gian rất là rảnh rỗi. Mùa hè này thì chưa chuẩn bị, trong nghỉ dịch cho nên là bắt buộc phải qua môn. Mình đang tính là học vượt, du lịch, thích thì lên núi, không thôi thì xuống biển. Cuối tuần này là mình sẽ đi Đà Lạt tour cùng với khoa. Hè năm nào của em cũng vậy thôi, cũng ở nhà đánh liên minh chấm hết. Em đi làm thêm để phục vụ cho thực tập năm 1. Học thêm tiếng Hàn để bổ sung thêm cho cái ngành học của mình. Tham gia những hoạt động của trường tổ chức. Mình sẽ tham gia mùa hè xanh của trường. Bao yêu thương, ơi mùa hè xanh vẫn vương. Đi muôn phương, lưu luyến tình quê hương. Với tư cách là một sinh viên đồ họa thì em xin xếp vào đội hình sơn vẽ ạ. Đội hình sơn vẽ. Em nghĩ là truyền thông. Nông thôn mới, kỹ năng thực hành xã hội và văn nghệ xung kích. Có một lần thì có một anh trong đội hình chở mình đi tư vấn nhà trọ, thì tới xin giá tiền điện, tiền nước của cái khu nhà trọ đó. Thì cô đó tự nhiên cô thấy tụi mình như là môi giới lại cho một người bạn khác á. Cô đó lại đuổi đi. Bữa nay tao phải đuổi mày đi. Hả? 30 Tết tao cũng đuổi mày đi. Còn mình ở xe thì hiểu được cái cảm giác của những bạn ở lần đầu tiên tới đây sẽ tìm chỗ rất là khó khăn. Với từ khóa mùa hè xanh, Văn Lan Kids hướng đến chúc mừng chiến dịch mùa hè xanh của trường Đại học Văn Lang. Chúc các chiến sĩ của 7 đội hình sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ và sẽ có thêm nhiều trải nghiệm mới. Mình hy vọng là mình sẽ học tốt hơn trong mùa hè này. Những kỹ năng về ngành học của mình sẽ được cải thiện hơn trong mùa hè này và có thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Hè này học nhiều quá nên em đâu em phải được hết môn thôi. Em hy vọng là em sẽ qua tất cả môn năm nay và có học lại môn nào hết ạ. Nên chứng chặt lại nó, cái gì cần suy nghĩ, suy xét thì mình phải nhìn theo một góc độ, nhiều góc độ hơn. Mình sẽ có nhiều trải nghiệm hơn, trưởng thành hơn, đi nhiều nơi hơn, được giao tiếp với nhiều người hơn. Mình sẽ tiếp xúc với những người bạn mới, mình sẽ tìm ra được mục đích sống của mình. Năng động hơn để tham gia các hoạt động ngoài trời. Và tụi mình cũng tin rằng mùa hè xanh là mùa hè của sự năng động, lạc quan và yêu đời.
Tuy rằng mùa hè năm nay còn rất ngắn ngủi, nhưng Văn Lan tin chắc rằng mỗi bạn sinh viên sẽ có một cách riêng cho mình để khiến cho mùa hè của mình trở nên thật năng động, thật xanh tươi qua những trải nghiệm yêu thích của bản thân. Thì các bạn cứ nên tham gia mùa hè xanh nhé, bởi vì bạn nào mà chưa có bồ ấy thì sẽ chắc chắn sẽ có bồ. Cái này là động lực rất là lớn, còn bạn nào mà có bồ rồi thì dẫn bồ đi chung tạo kỷ niệm cho cả hai đứa. Mọi người ơi, cố lên, chúc mùa hè.